30 tập xin để gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, như nhiều người đã biết, tình hình Biển Đông nhiều năm nay vẫn luôn có những diễn biến phức tạp. Chính bởi vậy, Quân chủng Hải quân là một trong những lực lượng được quan tâm đầu tư hơn cả. Bên cạnh việc nghiên cứu, chế tạo và đóng mới tàu tên lửa tấn công nhanh trong nước, quân đội ta còn tiến hành việc nhập khẩu nhiều loại tàu có khả năng chiến đấu cao từ nước ngoài. Từ giữa những năm 1990 cho đến thời điểm hiện tại, sau hơn 20 năm xây dựng bài bản, quân chủng đã có được một vốn liếng vô cùng đáng kể với một đội tàu mặt nước lớn mạnh, được đánh giá là đứng đầu trong khu vực. Hôm đó, không thể không kể đến những con tàu mặt nước có năng lực nhất của Việt Nam hiện nay. Đó là 4 con tàu hộ vệ cỡ 2.000 tấn, lớp Vepat 3.9 được nhập khẩu từ Nga số hiệu 11 Lý Thái Tổ và 12 Đinh Tiên Hoàng, là cặp tàu đầu tiên được gia nhập vào biên chế từ năm 2011. Cặp thứ 2 với số hiệu là 15 Trần Hưng Đạo và 16 Quang Trung cũng đã hoàn tất bàn giao, chính thức tham gia vào đội hình tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam từ năm 2018. Mới đây chúng mình có ghi nhận được thông tin, Việt Nam ta đã tự mình có những cải tiến mới cho 4 con tàu này, rất đơn giản thôi, nhưng lại có ý nghĩa to lớn, hỗ trợ tối đa cho quá trình tác chiến. Con tàu được lắp đặt thêm phần nhà chứa máy bay trực thăng dạng di động, tức là có thể kéo ra và thu ngắn lại tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Đây được cho là sự thay đổi nhằm nâng cấp thêm tính năng mới so với thiết kế ban đầu. Nhà máy X-46 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân là nơi trực tiếp thực hiện sửa đổi, khắc phục lỗi thiết kế này. Ban đầu, đặc điểm của cả hai cặp tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard đó là không có nhà chứa máy bay hangar dạng kín, mà chỉ là một khoang hình thang trên nhỏ, dưới to, dạng nhà chứa nửa kín nửa hở, để làm chỗ trú cho trực thăng. Trực thăng săn ngầm K-28 thường chỉ được kéo vào bên trong, sau đó phủ một lớp bạt để bảo quản. Tuy nhiên, trong những chuyến hải trình dài hàng nghìn km hay trong những nhiệm vụ cần mang theo máy bay tác chiến, phương án này được đánh giá là không tối ưu để bảo quản, bởi lẽ trực thăng săn ngầm sẽ bị lộ thiên phần đuôi ra bên ngoài, phải chịu tác động không nhỏ của điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển, chẳng hạn như tác động ăn mòn của môi trường muối biển. Điều này sẽ khiến cho thời hạn sử dụng cũng như những hệ số kỹ thuật bị giảm sút. Nhược điểm này đã bộc lộ những hạn chế vô cùng rõ ràng. Trong hành trình từ Nhật Bản trở về sau chuyến thăm năm 2017, khi tàu Gepard 3.9 không may gặp phải cơn bão Trà My ngoài khơi, vào thời điểm đó, các cán bộ phi công và lực lượng kỹ thuật đã không quản mưa bão trong đêm tối, rất vất vả kiểm tra từng vị trí đã chằng buộc nhằm đảm bảo an toàn được cho chiếc trực thăng K-28. Gió giật quá mạnh làm lỏng các vị trí chằng buộc, khiến các chiến sĩ phải cố gắng siết chặt lại các kẹp lá cánh quay, đồng thời phải phủ lại bạt che chắn cho phần thân, giữ cho máy bay ổn định trong điều kiện thời tiết hết sức nguy hiểm. Sức gió giật trên cấp 14, những thao tác trên có lẽ sẽ được đơn giản hóa đi rất nhiều nếu như tàu được thiết kế có hangar dạng kín. Nhìn thấy được nhược điểm này, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tiến hành cải tiến, nâng cấp. Những cải tiến này được phát hiện ra qua những bức ảnh do truyền thông Trung Quốc chụp lại được khi tàu chiến 11 Đinh Tiên Hoàng và 15 Trần Hưng Đạo tới Thanh Đảo, Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh Hải quân quốc tế trên biển, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân nước này. Nhìn thì có vẻ là rất đơn giản, thế nhưng giá trị mang lại thì rất lớn, vừa có tác dụng nâng cao việc bảo vệ thiết bị trong những chuyến hải trình dài, loại bỏ hoàn toàn những lo ngại bị ăn mòn vì tác động của muối biển, giúp tăng tuổi thọ và độ bền của khí tải, đồng thời cũng giảm bớt được thao tác giằng chống để cố định mỗi khi gặp thời tiết xấu. Và quan trọng nhất, đó là với sự cải tiến về mặt kỹ thuật như vậy, sẽ giúp nâng cao đáng kể về năng lực tác chiến của các chiến hạm Gepard 3.9 này. Khi nhìn thấy hình ảnh về sự thay đổi của chiến hạm, nhiều người bày tỏ lo ngại, sự nâng cấp này sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng bắn của pháo AK 630m, cụ thể là sẽ chắn góc bắn. Thế nhưng, thực tế cho thấy rằng, kể cả khi hangar được kéo ra hết cỡ, thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến góc bắn của khẩu pháo phòng không cao tốc AK 630m cả. Hơn nữa, chắc chắn trước khi thực hiện những sự cải tiến này, đội ngũ kỹ sư cũng đã phải tính toán toàn bộ trước về những trường hợp có thể xảy ra, nếu như không có tác động xấu thì mới có thể được duyệt phương án và thực hiện, phải không nào? Vậy là lo ngại được loại bỏ. Thế nhưng, tại sao việc lắp thêm hangar chứa trực thăng mới lại liên quan tới việc gia tăng được năng lực tác chiến của chiến hạm? Chúng ta sẽ cùng phân tích đối với cặp tàu đầu tiên gia nhập biên chế của Hải quân Nhân dân Việt Nam 11 Lý Thái Tổ và 12 Đinh Tiên Hoàng. Hai con tàu này không có hệ thống chống ngầm, cũng không có sonar dò tìm tàu ngầm. Vậy nên việc tác chiến chống ngầm phải phụ thuộc hoàn toàn vào trực thăng săn ngầm K-28. Phải đến cặp thứ 2 15 Trần Hưng Đạo và 16 Quang Trung chiến hạm này mới được cải tiến, giúp nâng cao năng lực chiến đấu hơn, nhờ bổ sung thêm sonar thiết bị định vị thủy âm.
cùng với ống phóng ngư lôi chống tàu ngầm loại 533mm. Thế nên, việc lắp đặt nhà chứa trực thăng để K-28 luôn đồng hành cùng với hai tàu hộ vệ này chẳng khác nào giúp cho 11 và 12 như hồ mọc thêm cánh, được ví như một sát thủ săn ngầm nổi tiếng bậc nhất không chỉ trong khu vực mà còn trên cả thế giới. Kết hợp với hộ vệ hạng tên lửa lớp Gepard 3.9 chắc chắn sẽ trở thành một tổ hợp tác chiến hoàn hảo, uy dũng của quân đội nhân dân Việt Nam. K-28 là phiên bản xuất khẩu của loại trực thăng trinh sát và tác chiến chống ngầm KA-27TL do tập đoàn Kamu Nga sản xuất, được đưa vào hoạt động trong lực lượng Hải quân Liên Xô từ năm 1982. Nó được nghiên cứu, chế tạo ra nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát, theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm ở độ sâu 500m, đang di chuyển với tốc độ 41 hải lý trên giờ. K-28 có khả năng hoạt động bất kể thời gian và trong điều kiện biển động đến cấp 5. Về kỹ thuật, trực thăng này được thiết kế với hai cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau, cho phép rút ngắn chiều dài tổng thể vì không cần sử dụng đến cánh quạt đuôi. Cũng chính vì thế nên nó rất gọn, phù hợp với việc bố trí trên tàu chiến, đồng thời hỗ trợ hoạt động hiệu quả và ổn định hơn trong những điều kiện thời tiết phức tạp. Trong quá trình bay, hai cánh quạt đồng trục này của trực thăng K-28 sẽ hoạt động bằng cách quay ngược chiều nhau, sinh ra hai lực moment xoắn ngược chiều nhau và bằng nhau. Hai lực này sẽ tự động triệt tiêu hỗ trợ trực thăng ổn định trong khi bay mà không cần phải sử dụng cánh đuôi. Cho tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có Nga áp dụng thiết kế đồng trục như vậy vào việc sản xuất trực thăng quân sự. Mỹ, phương Tây hay Trung Quốc đều mới chỉ thiết kế những sản phẩm gồm một cánh quạt đơn kèm theo những cánh quạt đuôi thông thường. K-28 có chiều dài 11,3m, chiều cao 5,5m, với trọng lượng cất cánh tối đa là 12 tấn, có khả năng chở được đến 4 tấn hàng. Tốc độ bay hành trình là 205 km/h, bán kính hoạt động khoảng 200 km từ tàu mẹ K-28 nổi bật với anten radar để tìm kiếm các mục tiêu dưới mặt nước. Radar này có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 30 km. Ngoài radar, trực thăng này còn có phao định vị thủy âm, tín hiệu thu được từ phao sẽ truyền về tàu mẹ qua thiết bị liên lạc vệ tinh, từ đó giúp phát hiện, tìm ra tàu ngầm. Cùng với đó, khả năng mang vũ khí tuyệt vời khiến cho trực thăng săn ngầm K-28 có thể đánh chìm bất kỳ tàu ngầm nào của đối thủ chỉ bằng duy nhất một pha tấn công trúng đích. Điển hình phải nhắc đến bom săn ngầm PLAB-250-120, một loại vũ khí thường được các trực thăng K-28 của Việt Nam trang bị. Loại bom này cũng là một sản phẩm được phát triển từ Liên Xô. Vũ khí săn ngầm số 1 này có trọng lượng lên đến 123kg, chiều dài 1,5m, trong đó có khả năng chứa 61kg thuốc nổ và độ cao tối thiểu cần được triển khai là từ 50m. Về cơ chế hoạt động, sau khi thả rơi xuống nước, PLAB-250-120 sẽ nhanh chóng chìm xuống độ sâu đã định sẵn và được kích nổ. Sóng xung kích được tạo ra từ những vụ nổ của loại bom này, mặc dù không đủ để có thể nhấn chìm tàu ngầm đối thủ chỉ bằng một lần tấn công, thế nhưng lại dư sức để khiến những loại tàu ngầm hiện đại bậc nhất bị hư hỏng nặng, buộc chúng một là phải rút lui, hai là phải nổi lên bờ và nhanh chóng đầu hàng. Ngoài hệ thống bom chúng mình vừa chia sẻ, được biết, trực thăng săn ngầm K-28 còn có thể mang theo một ngư lôi, thứ vũ khí được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất đối với các loại tàu ngầm. Chỉ cần một quả ngư lôi bất kỳ đâm trúng vào thân tàu ngầm, ngay lập tức cả con tàu sẽ bị nhấn chìm. Vừa có khả năng mang theo ngư lôi, kèm theo đó cả những quả bom diệt tàu ngầm. Đó chính là một trong những điểm đáng chú ý của loại trực thăng này, điều mà hiếm có trực thăng nào trong khu vực Đông Nam Á có được. Bên cạnh đó, K-28 còn được thiết kế để mang theo vũ khí các loại tối đa lên đến 4 tấn, trong đó bao gồm các loại bom, rocket, thậm chí là cả tên lửa. Thiết kế này cũng cho phép nó treo được vũ khí tại nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể, có thể treo vũ khí ở ngay hai bên hông máy bay hoặc bên trong khoang chứa vũ khí phần dưới bụng. Chưa kể đến cả khả năng mang theo bom ở đuôi máy bay, một kiểu gắn vũ khí khá độc đáo. Đồng thời, các sĩ quan vũ khí khi lắp bom vào vị trí này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các vị trí kể trên. Việc K-28 có thể tự mang theo vũ khí là vô cùng có lợi và tăng tính chủ động. Nó sẽ giúp cho trực thăng săn ngầm này chủ động diệt mục tiêu ngay sau khi phát hiện ra, thay vì việc phải nhờ cậy, chờ đợi vào hỏa lực của một loại máy bay nào khác. Thông qua đây chúng ta cũng thấy được sự tiếp cận chủ động, tích cực của quân đội nhân dân Việt Nam ta đối với những trang thiết bị tự có, tự mình cải tiến cho phù hợp với thực tế mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của nhà sản xuất, của những đối tác nước ngoài. Việt Nam ta đang ngày càng phát huy sự sáng tạo, hướng đến mục tiêu làm chủ thiết bị quân sự, hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những sản phẩm mang định danh Made in Việt Nam, có nhiều hơn nữa những sản phẩm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.
Làng Bắc Tiểu Tây nằm cách sông Gia Khẩu khoảng 2 km về phía thượng nguồn. Vào lúc 21 giờ ngày thứ Bảy, Cục Thủy lợi thành phố Bắc Kinh và Cục Khí tượng thành phố đã đưa ra cảnh báo rủi ro về thiên tai dòng chảy trên núi, cho thấy nguy cơ xảy ra thiên tai dòng chảy trên núi ở thượng nguồn sông là rất có thể xảy ra. Sau khi nhận được cảnh báo, quận Phương Sơn đã ngay lập tức tổ chức cho 62 hộ gia đình và 84 nhân khẩu ở làng Bắc Tiểu Tây hoàn thành việc di chuyển và tái định cư. Hiện tại, an ninh vật chất của khu tái định cư là đủ và Ủy ban thôn đã thực hiện các biện pháp đóng mương và tiếp tục chú ý đến mưa. Theo Cục Khí tượng, từ đêm thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật, khu vực Bắc Kinh có mưa to, miền Trung và miền Nam cũng có mưa to, một số nơi ở Phòng Sơn và Mã Đầu Câu có mưa to. Theo thống kê, từ 20 giờ ngày thứ Bảy đến 17 giờ chiều Chủ nhật, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh là 89,6mm, khu vực nội thành trung bình là 102,4mm, tổng cộng có 251 trạm có lượng mưa vượt quá 100mm. Hiện tại, Bắc Kinh vẫn đang trong tình trạng cảnh báo mưa bão màu đỏ, cảnh báo sấm sét màu vàng và cảnh báo gió giật mạnh màu xanh. Cục Khí tượng nhận định, quá trình mưa kéo dài, lượng mưa tích lũy cực lớn, nguy cơ thiên tai cao. Lượng mưa tích lũy trong thành phố sẽ đạt mức mưa to. Một số khu vực ở Phòng Sơn, Mã Đầu Câu, Sương Bình, Thạch Cảnh Sơn, Phượng Đài, Hải Điến, Diên Khánh, Đại Hưng và các huyện khác có thể đạt mưa lớn. Trong đó, từ chiều tối ngày 25 tháng 8 đến đêm ngày 26 tháng 8 có mưa rõ rệt, hầu hết các khu vực có mưa to, có nơi mưa to cục bộ. Ngày 27 tháng 8, lượng mưa suy yếu dần. Triệu Vi, trưởng dự báo thời tiết của Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh, tối ngày 27 tháng 8 thông báo rằng có mưa lớn ở khu vực Bắc Kinh từ tối ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật. Nam Bộ có mưa dông lớn, đặc biệt mưa dông lớn ở Phòng Sơn và Mã Đầu Câu, từ 20 giờ ngày thứ Bảy đến 17 giờ ngày Chủ nhật. Lượng mưa trung bình trong thành phố là 89,6mm và trung bình của khu vực đô thị là 102,4mm, tổng cộng có 251 trạm có lượng mưa vượt quá 100mm. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở Tam Lưu Thủy, Phòng Sơn với lượng mưa tích lũy là 296,8mm. Khi hoàn lưu tàn dư Doxury tiếp tục di chuyển về phía Bắc, lượng mưa lớn đang đến. Hiện tại Bắc Kinh vẫn đang được cảnh báo về mưa bão đỏ, sét vàng và gió xanh. Theo các báo cáo, quá trình mưa kéo dài, lượng mưa tích lũy cực lớn, nguy cơ thiên tai cao. Dự kiến mưa sẽ tiếp tục kéo dài từ tối Chủ nhật đến đêm ngày 27 tháng 8. Lượng mưa tích lũy trong thành phố sẽ đạt mức mưa to. Một số khu vực ở Phòng Sơn, Mã Đầu Câu, Trường Bình, Thạch Cảnh Sơn, Phượng Đài, Hải Điến, Diên Khánh, Đại Hưng và các quận khác có thể có mưa lớn. Ngày 27 tháng 8, lượng mưa suy yếu dần, mưa tương đối đều, có mưa vừa đến mưa vừa. Dựa trên các tin tức trước đó, tính đến 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, Triều Dương Bắc Kinh đã chuyển 1.937 người. Lũ quét xảy ra tại làng Bắc Tiểu Tây, Chu Khẩu Điếm, Phòng Sơn, Bắc Kinh. May mắn thay, sau khi nhận được cảnh báo sớm vào tối ngày thứ Bảy, quận Phòng Sơn đã ngay lập tức tổ chức di rời và tái định cư toàn bộ 62 hộ gia đình và 84 nhân khẩu tại làng Bắc Tiểu Tây. Ngoài ra, 257 dân làng ở thị trấn Thanh Long Hồ bên bờ sông Đại Sư thuộc quận Phòng Sơn, những người thường sống trong những ngôi nhà đổ nát, vùng trũng, dễ bị ngập úng và khu vực dễ xảy ra thiên tai, đã chuyển đến hai khách sạn gần đó để lánh nạn. Ủy ban huyện Tuấn Phường Sơn đã ngay lập tức huy động các tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong huyện tham gia tuyến đầu kiểm soát lũ lụt. Đồng thời tổ chức huy động 3 tổ chức tình nguyện cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp và 26 tổ chức xã hội với tổng số hơn 300 tình nguyện viên bám sâu vào cộng đồng, thôn bản, tham gia các hoạt động tình nguyện như trực cấp cứu, khơi thông hệ thống thoát nước, kiểm tra phòng chống lụt bão và tuyển dụng hơn 200 người được sử dụng làm đội dự bị khẩn cấp. Cục Quản lý Giao thông thành phố Bắc Kinh đã đưa ra một kế hoạch đi lại cấp cao, cảnh sát giao thông phối hợp đảm bảo trật tự giao thông dưới trời mưa. Để đối phó với mưa, Cục Kiểm soát Giao thông Công an thành phố Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch đi lại cấp cao kể từ ngày 26 tháng 8, bổ sung 1.063 chốt cho các đường đô thị lớn, đường cao tốc và đường núi, 120 đoạn dễ ngập nước, 484 cầu lõm. Tại các điểm xung yếu, bố trí toàn bộ lực lượng tại chỗ kết hợp với các ngành chức năng tiêu thoát nước nhanh. Đối với các hầm dài, các đoạn rãnh sâu, đường miền núi, sạt lở, tai biến địa chất cao thì dựa vào lực lượng tuần đường, tuần tra công nghệ và các phương tiện khác để tăng cường tuần tra và canh gác.
Cục Quản lý Giao thông Hàng không Bắc Trung Quốc đã đưa ra cơ chế phản ứng cấp 1 của Ủy ban Quản lý Vận tải Sân bay Thủ đô. Các hoạt động kiểm soát không lưu cũng đang được phối hợp một cách có trật tự. Vào lúc 6 giờ ngày 27 tháng 8, Cục Quản lý Không lưu Bắc Trung Quốc đã ra mắt cơ chế phản hồi cấp 1 của Ủy ban Quản lý Giao thông Vận tải Sân bay Thủ đô. Tính đến 11 giờ 20 phút, Cục Quản lý Không lưu Bắc Trung Quốc đã đảm bảo 366 chuyến bay đến và đi tại sân bay Thủ đô, 242 chuyến bay đến và đi tại sân bay Đại Hưng và 2 chuyến bay vận chuyển nội địa đúng giờ. Cục Khí tượng cũng nhắc nhở ngày 27 tháng 8 cố gắng tránh ra ngoài khi mưa to gió lớn. Những người làm việc ngoài trời như trực ca, chuyển phát nhanh nên chú ý an toàn của bản thân. Người dân gặp mưa to gió lớn khi lái xe nên tìm nơi đỗ xe ở nơi an toàn càng sớm càng tốt, đồng thời sơ tán những người trên xe đến nơi an toàn. Càng sớm càng tốt, không lái xe trong nước. Ngoài ra, vui lòng không đến các vùng núi, sông, khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai, địa chất, không ở dưới nhà cao tầng, biển quảng cáo, công trình tạm bợ hoặc cây to. Được biết, đội cứu hộ Blue Sky Bắc Kinh đã công bố các số cứu hộ khẩn cấp 24 giờ mỗi quận để hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Hôm thứ Bảy, tại Tuyền Châu, Phúc Kiến, do chịu ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, thành phố Nam An bất ngờ đổ mưa lớn. Bà Hoang, chủ một cửa hàng trang sức địa phương cho biết, tài sản trong cửa hàng đã bị nước đọng cuốn trôi và ít nhất 5 triệu nhân dân tệ. Cô Hoàng cho biết cô đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa từ trước nhưng không có kết quả, cô gần như bị cuốn trôi. Vì lý do nào đó, chủ cửa hàng trang sức ở thành phố Nam An, Tuyền Châu, Phúc Kiến này đã không chuẩn bị cho phù hợp. Chẳng lẽ là bởi vì tài sản là vàng ròng quá phong phú trong cửa hàng trang sức quá nhiều cho nên cảm thấy không cần đặc biệt bảo hộ. Được biết, cửa hàng trang sức này là một thương hiệu lâu đời của địa phương và nổi tiếng với đồ trang sức chất lượng cao và tay nghề thủ công tinh xảo. Tuy nhiên, cơn mưa bất chợt này đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Trước khi mưa bão đến, cô ấy mới mua một đợt hàng mới và định tổ chức sự kiện vào tháng này. Cô ấy hoàn toàn không nhận ra mối đe dọa của lũ lụt và cửa hàng vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi cơn mưa bão ập đến, nước gần cửa hàng dần dâng cao, cô đã linh cảm được điều đó và thực hiện một số biện pháp phòng tránh. Tuy nhiên, cơn mưa bão có sức tàn phá quá mạnh và các biện pháp phòng thủ của cô đều vô ích. Cô Hoàng chỉ cao 1,63m và nước tràn vào cửa hàng đã dâng cao qua cổ cô. Cửa cuốn của cửa hàng bị lũ cuốn trôi, cửa sổ trang sức cũng bị cuốn trôi ra đường, toàn bộ cửa hàng gần như bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Cô Hoàng chỉ biết bất lực nhìn lũ cuốn trôi quầy trang sức và cửa cuốn trong cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng trong tích tắc rơi vào cảnh hỗn loạn. Cuối cùng, cửa hàng bị ngập nước. Chủ tiệm nhìn thấy cảnh này, trái tim như bị xuyên thấu, nhưng sức mạnh của dòng lũ vượt xa sức tưởng tượng của cô. Nhìn những viên ngọc quý mình vất vả kiếm được bao năm trong nháy mắt biến mất, không thể cứu vãn. Sau cơn mưa lớn, con đường nhếch nhác, cành cây vương vãi khắp đường, mọi người đang thu dọn đống hỗn độn. Những quầy hàng này bị lũ cuốn trôi ra đường, vàng bạc châu báu thực sự không còn sót lại. Mọi người xúm lại, bàn tán xôn xao, nhặt được một số đồ và đãi vàng ven đường. Nhiều người dân cũng đã hỗ trợ tìm kiếm, sau khi tìm được thì tùy ý trả lại cho chủ tiệm. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại của cửa hàng trang sức này lên tới ít nhất 5 triệu nhân dân tệ. Ngoài đồ trang sức bị mất, đồ nội thất, đồ trang trí và thiết bị trong cửa hàng cũng bị hư hại nghiêm trọng. Chủ cửa hàng bất lực nói rằng, đây chắc chắn là một thảm họa đối với họ và sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của cửa hàng. Trận lũ này không chỉ lấy đi 5 triệu viên ngọc quý mà còn hủy hoại niềm tin và sự chăm chỉ của chủ cửa hàng. Cô Hoàng và gia đình cảm thấy áp lực tinh thần nặng nề và mệt mỏi về thể chất. Trước sự mất mát quá lớn đó, bà chủ cửa hàng trang sức đã rơi vào tuyệt vọng và suy sụp. Cô nghĩ rằng sau một thời gian dài phục hồi khó khăn, cô có thể sẽ đứng vững trở lại. Nhưng vết thương lòng do trận lũ dữ để lại có thể mãi khắc sâu trong lòng cô. Cô Hoàng nói rằng những đồ trang sức này là do cô làm việc chăm chỉ tích lũy trong nhiều năm và chúng đều là đồ đạc của bà. Cô đã hy vọng rằng những đồ trang sức này sẽ mang lại cho cô một số thu nhập và giúp cô cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên bây giờ hy vọng của cô đã hoàn toàn bị phá hủy. Cô hy vọng rằng chính phủ có thể giúp đỡ và hỗ trợ để các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể hoạt động trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Cô cũng hy vọng rằng những công dân có lương tâm nếu tìm thấy đồ trang sức bị rửa trôi có thể trả lại cho cô ấy hoặc ít nhất là trả cho cô ấy một mức giá hợp lý. Cô không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, cô dự định sẽ tiếp tục làm việc đó. Sự mất mát này đối với cô không chỉ là về tài chính mà còn là sự đau buồn về tâm lý.
lúc này mới thấy an toàn tính mạng của người dân là quan trọng nhất trước thiên tai. Mặc dù thiệt hại về tài sản mà cô Hoàng phải chịu là rất lớn, nhưng may mắn là không có thương tích nào được báo cáo. Điều này chứng tỏ rằng chính quyền thành phố Nam An và các ban ngành liên quan đã thực hiện các biện pháp cảnh báo sớm hiệu quả trước khi cơn bão đến và sơ tán cư dân kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thiên tai lần này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân cô Hoàng mà còn gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp ở thành phố Nam An, Tuyền Châu, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và trật tự xã hội địa phương. Lũ lụt làm tê liệt giao thông đường phố, làm ngập các khu thương mại và làm hư hại nhiều cửa hàng. Người dân địa phương đã được khẩn trương di rời, tìm nơi trú ẩn an toàn. Các ban ngành liên quan của địa phương đã triển khai công tác cứu hộ khắc phục hậu quả. Được biết, chính quyền thành phố Tuyền Châu đã triển khai cơ chế cứu hộ khẩn cấp và cử một số nhóm công tác đến các khu vực bị thiên tai khác nhau để cứu hộ và điều tra. Thị trưởng Trần Mỗ Mỗ cũng đích thân đến hiện trường chỉ đạo và bày tỏ lời chia buồn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những thiệt hại do trận mưa lớn gây ra và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp những người dân bị ảnh hưởng lập lại trật tự cuộc sống. Chúng tôi cũng kêu gọi mọi người, các tầng lớp xã hội và nhân dân tích cực tham gia cứu hộ, quyên góp, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cơ quan công an cũng đã phát thông báo nhắc nhở người dân chú ý đề phòng các loại tội phạm như trộm, cướp có thể xảy ra trong mưa lũ. Cục Công an cho biết đã tăng cường tuần tra giám sát các khu vực bị ảnh hưởng. Một khi có kẻ lợi dụng lũ lụt để thực hiện các hoạt động phi pháp sẽ thẳng tay trấn áp và xử lý, bảo vệ tài sản và sự an toàn của họ và không tự ý đi vào khu vực ngập nước để tránh tai nạn. Chắc chắn rằng bão là thiên tai không thể dự đoán và kiểm soát, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra bằng cách tăng cường cơ chế cảnh báo sớm và quy hoạch xây dựng đô thị hợp lý. Và ngay cả khi việc xung quanh bãi đáp sẽ có mưa lớn không phải là lẽ thường tình, nhưng đó là lẽ thường tình ở các vùng ven biển. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tuyền Châu gặp phải những thiên tai thiên nhiên tương tự, chẳng hạn như khi cơn bão Lekima đổ bộ vào Tuyền Châu vào năm 2019, chính quyền đã nhanh chóng đưa ra phương án khẩn cấp và tổ chức nhân sự dốc hết sức để ứng cứu, đồng thời người dân cũng tích cực tham gia vào các hoạt động chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, cung cấp vật liệu sinh hoạt và hỗ trợ tâm lý cho những người bị ảnh hưởng. Rạng sáng ngày đầu tuần, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Đan Ba, Châu tự trị dân tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải đoạn video về trận lũ kinh hoàng này. Nước lũ lao tới, rất nhanh đã nuốt trôi nhiều ngôi làng trên đường mà lũ đi qua và một số ngôi làng đã biến mất trong nháy mắt. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, vào rạng sáng ngày thứ hai đầu tuần này, tại Mai Long Câu, thị trấn Bán Phiến Môn, huyện Đan Ba, Châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, do đất đá đổ từ trên núi xuống chặn đứng dòng sông Tiểu Kim Xuyên nên đã hình thành một đập nước. Từ thông tin của Ban tuyên giáo của Đảng ủy quận Đan Ba, Châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, các đập nước bị vỡ và tràn vào hướng xuống hạ lưu, nhấn chìm và phá hủy những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Hiện tại, hơn 20.000 người đã được sơ tán và di chuyển đến khu vực an toàn. Dương Hoa, một người dân ở Mai Long Câu nói rằng, trận sạt lở đất xảy ra vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng. Khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hào của người dân trong làng rằng đã xảy ra một vụ lở đất. Người dân trong làng nhắc nhở nhau kịp thời di tản. Sau đó lở đất dẫn đến đập nước bị phá hủy và gây ngập lụt trong ngôi làng. Đoạn video tại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước bùn và đá tàn phá. Ngoài Mai Long Câu ra, các ngôi làng ở vùng hạ lưu của sông Tiểu Kim Xuyên cũng chịu thảm họa bởi vỡ đập nước. Các nhân viên công tác của Ban tuyên giáo huyện Đan Ba nói rằng, đập chắn nước khiến các con đường trong khu vực Lan Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất đã xảy ra tại làng An Nương Trại của Lạn Thủy Lan. Đến 12 giờ ngày thứ ba, đập tại Mai Long Câu về cơ bản đã ổn định nhưng nước lại bắt đầu tràn ra. Nước sông đánh vào vùng hạ lưu, con sông gần làng An Nương Câu đã cuốn trôi những ngôi nhà và phá hủy con đường của làng. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực, cung cấp phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 1,7 km. Nhà máy điện Mai Long Câu bị phá hủy, còn nhà máy điện Nương Câu đang đứng trước nguy cơ. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh. Nước lũ khổng lồ từ thượng lưu lao nhanh xuống đến mức một số ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt, mà từ đỉnh núi đất đá đột nhiên đổ xuống nuốt chửng và chôn vùi nhiều ngôi làng. Cho tới bây giờ, vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn đang ngủ.
vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày thứ ba, vỡ đập ở tỉnh Tứ Xuyên, lũ lớn đến mức hai ngôi làng biến mất ngay tức khắc. Hơn 20.000 người khác đã được di dời. Tuy nhiên, có hai người khác vẫn bị mất liên lạc. Ở các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Một trận lở đất đá đã xảy ra ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên, khiến các ngôi làng trong vùng sâu bị chôn vùi. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người dân đã chết. Theo thống kê, vào lúc 4 giờ chiều hôm thứ Ba, lũ lụt và lở đất đá đã xảy ra ở 10 nơi của khu vực huyện Đan Ba, phá hủy khoảng 22 km đường xá và 30 km sông ngòi. Hầu hết các loại hoa màu và cây trồng của dân làng đã hoàn toàn bị tàn phá. Đập nước ở Đan Ba, Tứ Xuyên vỡ, khiến chân nước lao xuống phá hủy các ngôi làng trên đường nơi lũ quét qua. Nhiều ngôi làng gần như bị san phẳng. Trong số đó, ở A Nương Câu, châu tự trị dân tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ còn lại 15 ngôi nhà trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ đi qua. Lũ lụt với 4 cây cầu với vốn đầu tư 140 triệu nhân dân tệ cũng đã bị phá hủy. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng nhiều người bị mắc kẹt trong nhà của các ngôi làng bị ngập lụt. 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công và còn 2 người khác thì bị mất liên lạc. Đáp lại, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video tiết lộ vào hôm thứ Hai rằng thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông của chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực bị thiên tai thì lại bị bỏ qua. Cư dân mạng nhao nhao để lại bình luận, đảng cần giữ thể diện cho nên nhân dân không thể đòi mạng. Nếu đập Tam Hiệp xảy ra chuyện chắc chắn sẽ lại làm một bộ phim lớn Đại Quốc chống lũ. Thưa quý vị, đợt mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng ở Bắc Kinh những ngày qua đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tính đến sáng ngày 27 tháng 8. Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Bắc Kinh cho biết, tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 8 theo giờ địa phương, đợt mưa lớn tấn công thành phố do chịu ảnh hưởng của bão Doksuri đã khiến 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích. 44.673 người ở 13 trên 16 quận bị ảnh hưởng. 127.000 người đã phải di dời đến nơi an toàn, trong khi các thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Cũng theo dữ liệu do cơ quan này cung cấp, Bắc Kinh đã phải trải qua một đợt mưa lớn liên tục kể từ 3 ngày trước đó, trong đó các khu vực phía Tây, Tây Nam và Nam thành phố đã phải hứng chịu lượng mưa xối xả. Tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 8, lượng mưa trung bình của Bắc Kinh là 257,9mm. Lớn nhất là lượng mưa ở quận Môn Đầu Câu lên tới 470,2mm, Phòng Sơn 414,6mm và Thạch Cảnh Sơn là 333,2mm. Đặc biệt, có hai trạm quan trắc lượng mưa tích lũy vượt 700mm, gồm hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Sương Bình lên tới 736,3mm và Cao Sơn Mai Khôi Viên ở Môn Đầu Câu đạt 722,4mm. Mặc dù mưa đã ngớt ở một số khu vực miền Bắc Trung Quốc, nhưng Đài Khí tượng Trung ương nước này sáng ngày 27 tháng 8 vẫn tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp. Đây là lần đầu tiên trong 12 năm Trung Quốc phải ban bố cảnh báo mưa lớn ở mức cao nhất kể từ năm 2011. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp hàng trăm triệu người dân ở miền Bắc nước này, trong đó có Bắc Kinh, phải đối mặt với cảnh báo đỏ về lượng mưa. Mưa lớn gây lũ quét ở Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, khiến nhiều xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, nhiều tuyến phố ngập bùn sau khi nước rút. Khi xảy ra mưa lớn, người dân Bắc Kinh đã được khuyến cáo không ra khỏi nhà trừ trường hợp bất khả kháng. Sáng sớm ngày 27 tháng 8, quân đội Trung Quốc đã phải điều 40 bay trực thăng đến Môn Đầu Câu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực và cứu hộ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, ba đoàn tàu đang bị mắc kẹt tại đây, giao thông đường bộ ở một số khu vực bị tắc nghẽn hoàn toàn. Đài phát thanh truyền hình Bắc Kinh cho biết, sau khi đỉnh lũ hình thành vào sáng ngày 26 tháng 8, thành phố này đã phải lần đầu tiên sử dụng đến hồ chứa lũ được xây vào năm 1998. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng Trung Quốc, Doksuri là cơn bão mạnh nhất tấn công nước này trong năm nay, cũng là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc kể từ khi tỉnh này có các ghi chép về khí tượng. Trong lúc Trung Quốc vẫn đang vật lộn với hậu quả bão Doksuri cũng như hoàn lưu bão gây mưa lớn, bão Kanun dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào ngày 28 tháng 8. Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, bão nhiệt đới Kanun đã phát triển thành một cơn bão mạnh vào khoảng 5 giờ sáng ngày 26 tháng 8 giờ địa phương. Tốc độ gió vùng gần tâm bão đạt 40 m/s, tức cấp 13.
Cơn bão này dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h và đi vào vùng biển Hoa Đông trong khi tiếp tục mạnh lên. Đây là cơn bão thứ 6 trong năm nay ở nước này và rất có thể sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm ngày 28 tháng 8 với cường độ mạnh, thậm chí là siêu bão với sức gió cấp 14, cấp 16. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc trong một thông báo cho biết do bão Doksuri đã ảnh hưởng đến các khu vực mà bão Kanun dự kiến đi qua, khiến nước trong đất canh tác đã bão hòa, trong khi bão Kanun đổ bộ với cường độ mạnh, lượng nước lớn. Khoảng cách thời gian đổ bộ giữa hai cơn bão ngắn, các khu vực bị ảnh hưởng chồng chéo, do vậy có thể tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các khu vực này. Trước xu hướng phát triển của bão, Cục Hải sự thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp tại đây lên cấp 3. Từ 15 giờ chiều ngày 25 tháng 8 đến 14 giờ chiều cùng ngày, 11 trong tổng số 29 tuyến vận tải phà ở vùng biển Ninh Ba đã bị đình chỉ. 24 dự án ven biển cũng bị tạm dừng, 429 tàu xây dựng đã thực hiện các biện pháp an toàn tránh bão. Hãng hàng không Hồng Kông Airlines cũng thông báo hủy 4 chuyến bay giữa Hồng Kông và Okinawa, Nhật Bản trong 2 ngày 26 tháng 8 và 27 tháng 8 do ảnh hưởng của bão Kanun, theo truyền thông Hồng Kông. Trong khi đó, báo Liên Hợp của Đài Loan cho biết hãng hàng không Starlux của hòn đảo này cũng hủy các chuyến bay giữa Đài Bắc và Okinawa trong ngày 27 tháng 8. Và điều chỉnh thời gian của nhiều chuyến bay giữa hai nơi vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 8. Sáng ngày 26 tháng 8, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp theo màu. Do khu vực miền Bắc nước này tiếp tục mưa lớn bởi ảnh hưởng của bão Doksuri gây lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi, tỉnh Hà Bắc, ngay sát Bắc Kinh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lên cấp 1, tức cấp cao nhất. Thành phố Bảo Định thuộc tỉnh này đã ra thông báo yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp tại địa bàn làm việc tại nhà trong ngày 26 tháng 8 và không ra ngoài nếu không cần thiết. Còn tại Philippines, cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo cơn bão số 6 có thể trở thành siêu bão vào ngày 26 tháng 8. Cơ quan quản lý dịch vụ thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines cho biết vùng áp suất LPA đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới Kanun. Dự báo Kanun có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới trong 12 giờ nữa và phát triển thành siêu bão vào ngày 28 tháng 8 với sức gió ít nhất 240 km/h, có thể gây thiệt hại đối với các thị trấn và khu vực ven biển. Đến chiều ngày 26 tháng 8, tâm bão Kanun cách đảo Luzon 835 km về phía đông nam với sức gió trung bình là 35 km/h, gần tâm bão và gió giật 70 km/h. Kanun được dự báo sẽ di chuyển chậm trong 24 giờ tới theo hướng Tây Tây Bắc cho đến cuối ngày 27 tháng 8 trước khi chuyển hướng về phía Tây Bắc. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 8, Kanun sẽ gây ra trận mưa lớn tại khu vực Catanduanes và Bắc Samar. Philippines trung bình đối phó với khoảng 20 cơn bão một năm. Trước đó, siêu bão Talim đổ bộ vào nước này đã khiến hơn 400 người thiệt mạng. Gần đây, môn đầu cầu Bắc Kinh đã hứng chịu một trận mưa lớn dẫn đến nước ngập nửa mét trên đường, dẫn đến cái chết thương tâm của hai người. Ngoài ra, đã xảy ra tình trạng mất điện, nước ở một số khu vực. Sự xuất hiện của cơn mưa bão này đã khơi dậy suy nghĩ và thảo luận của mọi người về các mô hình tiêu dùng mới. Theo báo cáo, trước trận mưa lớn, Cục Quản lý Khẩn cấp quận Môn Đầu Câu đã phân định phạm vi sơ tán nhân viên theo cấp cảnh báo thiên tai địa chất và cấp cảnh báo lũ lụt, đồng thời mở rộng phạm vi sơ tán người dân và đã chuyển khẩn cấp khoảng 5.000 người. Ngoài ra, chính quyền quận Môn Đầu Câu cũng đang nỗ lực hết sức để đối phó với lượng mưa lớn, kêu gọi người dân có ý thức tuân thủ và tích hợp hợp tác với sự sắp xếp thống nhất của chính quyền địa phương, tránh xa các khu vực rủi ro như sông, núi và các đoạn bị ngập kịp thời. Vào ngày 25 tháng 8, một số cư dân mạng đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video ghi lại cảnh đường Nam Môn Tự ở quận Môn Đầu Câu. Trong video có thể thấy những người qua đường đang thay phiên nhau sơ cứu cho một người đàn ông bất tỉnh nằm bên vệ đường. Lũ giữa đường vẫn tiếp tục chảy. Các nhân chứng cho biết nước trên đường chảy xiết khiến cô không thể đứng yên và chính những người dân bên đường đã lao ra cứu cô một cách tự nhiên. Lúc đầu, những người qua đường gọi 110 và 120 để được giúp đỡ. Một người đã chủ động nhấc người đàn ông bất tỉnh và kéo anh ta sang một bên. Sau đó, ngày càng có nhiều người đến hỗ trợ hô hấp nhân tạo và ép tim. Cuối cùng, một nhóm người nhấc người đàn ông bất tỉnh sang một bên và chiếc xe cuối cùng được đưa đến bệnh viện. Lượng mưa lớn cũng đã kích hoạt suy nghĩ của mọi người về các mô hình tiêu dùng mới. Một số ý kiến cho rằng với thời tiết như vậy, sự tiện lợi của các mô hình tiêu dùng mới như mua mang đi, chuyển phát nhanh đã được thể hiện hết. Trong khi phương thức mua sắm truyền thống bị ảnh hưởng,
Ngoài ra, tình trạng mất nước, mất điện cũng khiến người dân nhận ra tầm quan trọng của việc dựa vào cơ sở hạ tầng như điện, nước, máy, đồng thời cũng khiến người dân quan tâm hơn đến lối sống xanh, ít carbon. Theo các báo cáo, nước lũ trên các đường phố ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh đã rút đi, đường phố lầy lội với rất nhiều cành cây và bùn đất còn sót lại. Dọc đường vẫn còn nhiều phương tiện hỏng hóc nằm la liệt, các nhân viên đang tiến hành dọn dẹp bùn đất tại chỗ. Được biết, quận Môn Đầu Câu tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn từ 20 giờ tối thứ Ba đến 13 giờ tối thứ Năm, với lượng mưa trung bình là 322,1mm. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở vườn hồng trên núi Môn Đầu Câu đạt 580,9mm. Sau trận lũ này, các vật dụng trong nhà của nhiều người dân cũng đã bị hư hỏng và cần phải dọn dẹp lượng bùn đất còn sót lại và tiến hành tái thiết kịp thời sau thiên tai. Đồng thời, các ban ngành của thành phố và các tuyến phố cũng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ, tái định cư khẩn cấp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Theo dữ liệu của Cục Quản lý Khẩn cấp Môn Đầu Câu, khoảng 5.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực miền núi của quận Môn Đầu Câu. Con số này thể hiện đầy đủ khả năng ứng phó với thiên tai của chính quyền quận Môn Đầu Câu và tầm quan trọng của nó đối với sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong thảm họa thiên nhiên này, chúng ta đã thấy sự xuất sắc của lòng nhân đạo, trong đó mọi người đoàn kết như một và giúp đỡ lẫn nhau. Người ta tin rằng với những nỗ lực chung của tất cả các thành phần xã hội, các khu vực bị thiên tai sẽ phục hồi sức sống như trước đây càng sớm càng tốt. Một số cư dân mạng cho rằng những năm gần đây, mưa lớn lũ lụt ở miền Nam và miền Bắc ngày càng nghiêm trọng. Năm ngoái Hà Nam nghiêm trọng, năm nay lên phía Bắc đến Hà Bắc và Bắc Kinh, năm tới có thể đến Nội Mông và Đông Bắc. Những hiện tượng này rất đáng để nghiên cứu. Hôm qua, lượng mưa lớn liên tục ở Bắc Kinh đã khiến mực nước sông Vĩnh Định dâng cao, xả lũ khiến nhịp thứ tư từ Tây sang Đông của cầu Phong Đài Tiêu Khái Hà bị sập. Theo phòng tuyên truyền quận Phong Đài, Bắc Kinh, sau khi xác minh sơ bộ, vụ sập cầu Tiêu Khái Hà đã khiến 5 chiếc ô tô đậu trên cầu rơi xuống nước. Sau khi khám nghiệm hiện trường, sơ bộ nhận định không có ai bị rơi xuống nước. Hiện lực lượng cứu hộ và chính quyền đang truy tìm chủ nhân của chiếc xe và xác minh thêm sự việc liên quan. Theo Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt của quận Phong Đài, Bắc Kinh, bị ảnh hưởng bởi việc phân dòng lũ của sông Vĩnh Định, cầu Tiêu Khánh Hà ở phía tây của cầu Lỗ Câu đã bị sập một phần. Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt quận nhắc nhở rằng, sông Vĩnh Định hiện đang bị lũ lụt và người dân phải tránh xa dòng sông để đảm bảo an toàn. Theo phán quyết sơ bộ, vụ sập cầu Tiêu Khánh Hà ở quận Phong Đài, Bắc Kinh là do nước sông Vĩnh Định dâng cao do mưa lớn. Theo tin tức từ CCTV, cả hai đầu cầu đã bị phong tỏa và các phương tiện mắc kẹt trên cầu vào thời điểm xảy ra tai nạn đã được sơ tán. 4 trực thăng hàng không lục quân bay đến Môn Đầu Câu, Bắc Kinh để giải cứu. Bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn này, ngày 26 tháng 8, Phòng Sơn, Môn Đầu Câu và những nơi khác ở Bắc Kinh đã bị thiệt hại nghiêm trọng, khiến 3 chuyến tàu đang vận chuyển bị mắc kẹt và giao thông đường bộ ở một số khu vực bị tắc nghẽn hoàn toàn. Để ứng phó hiệu quả với các tình huống nguy hiểm và đảm bảo cuộc sống cơ bản cũng như nhu cầu y tế của những người bị mắc kẹt, vào sáng sớm ngày 27 tháng 8, một lữ đoàn hàng không quân đội thuộc tập đoàn Quân 81 của quân đội đã cống hiến hết mình cho các nhiệm vụ chống lũ và cứu hộ, cứu nạn, thực hiện các nhiệm vụ giải cứu những người bị mắc kẹt lại trong khu vực lũ. Từ Mạnh Chiết, một phóng viên của CCTV cho biết, vào lúc 1 giờ sáng ngày 27 tháng 8, tôi đang ở sân bay của lữ đoàn hàng không lục quân thuộc tập đoàn Quân 81. Nhân viên thiện nguyện và các sĩ quan, binh sĩ quân đội đang chuẩn bị hàng cứu trợ. Tổng cộng 1.900 vật dụng khẩn cấp sẽ được vận chuyển đến khu vực Môn Đầu Câu. Từ Lâm An, người phát ngôn của tập đoàn siêu thị cho biết, nguyên liệu chúng tôi đảm bảo lần này chủ yếu được chia thành hai loại. Một là thực phẩm, bao gồm các mặt hàng như mì ăn liền, xúc xích, giấm bông, trứng kho, bánh mì nhỏ và nước khoáng. Nguồn cung cấp nước máy và nước đun sôi tại chỗ sẽ rất ít. Vì vậy, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số mì ăn liền tự hâm nóng và thức ăn có thể được hâm nóng chỉ bằng cách tráng bằng nước khoáng. Thứ hai, xem xét nhiệt độ thời tiết giảm, một số sản phẩm chống lạnh như quần áo và chăn cũng được chuẩn bị. Khoảng 5 giờ sáng ngày 27 tháng 8, 4 trực thăng vận tải chở 26 cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương đến ga Môn Đầu Câu Diêm Hà Thành, Bắc Kinh và các địa điểm khác để thực hiện các nhiệm vụ như thả đồ cứu hộ cho đoàn tàu bị mắc kẹt, chuyển bệnh nhân, 900 áo mưa, 700 cái chăn và các vật dụng cần thiết khẩn cấp khác. Nếu điều kiện thời tiết tại hiện trường cho phép, lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng phương pháp vận chuyển hàng không và hạ cánh để phân phối, chuyển cấp vật liệu cứu trợ cho quần chúng. Chiều ngày 26 tháng 8, trên mạng đưa tin, mưa lớn liên tục khiến cầu Lỗ Câu bị sập.
Phóng viên được biết từ quận Phong Đài rằng cây cầu bị sập không phải là cầu Lỗ Câu mà là cầu Tiêu Khánh Hà ở phía tây của nó và các con đường trong khu vực này đã tạm thời bị đóng cửa. Mực nước sông Vĩnh Định dâng cao, một phần của công viên Olympic mùa đông dưới cầu Thọ Cương mới cũng bị ngập nước. Hôm qua, môn đầu cầu xả lũ và sông Vĩnh Định do mưa lớn và tất cả các con đường chính xung quanh tạm thời bị kiểm soát. Ngày 26 tháng 8, sông Vĩnh Định xả lũ ở môn đầu cầu Bắc Kinh. Ông Lưu, một người dân địa phương cho biết, cầu Thọ Cương mới bắc qua sông Vĩnh Định, bình thường mặt nước cách mặt cầu khoảng chục mét, nay do mưa nên mực nước dâng cao, nước ngập đến sát gầm cầu. Và công viên Olympic mùa đông dưới chân cầu đã bị ngập, ông Lưu nói. Công viên Olympic mùa đông Bắc Kinh dưới cầu Thọ Cương mới nằm ở phía tây của quận Thạch Cảnh Sơn. Theo ông Lưu, công viên Olympic mùa đông bao phủ một khu vực rộng lớn từ cầu Lỗ Câu ở quận Phong Đài ở phía nam đến cống ở quận Môn Đầu Câu ở phía bắc. Công viên nằm trong kênh của sông Vĩnh Định và sông Vĩnh Định thường có rất ít nước. Tại quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh hiện có 5 thị trấn bao gồm thị trấn Vương Bình, thị trấn Diêu Trì, thị trấn Miêu Phong Sơn, thị trấn Thái Đường và thị trấn Thanh Thủy đã mất liên lạc với điện thoại di động, chỉ có thể liên lạc với điện thoại vệ tinh khẩn cấp và điện ở một số khu vực cắt đứt. Hiện tại đang có lũ lụt và các con đường bị đóng cửa. Hôm 26 tháng 8, tại Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, các phương tiện cứu hỏa đang trên đường đến giải cứu. Tính đến 20 giờ tối ngày 26 tháng 8, đợt mưa này Bắc Kinh đã phải di chuyển 52.384 người. Theo tin tức mới nhất từ Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Bắc Kinh, tính đến 20 giờ ngày 26 tháng 8, tổng cộng 52.384 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi trong thành phố. 107 con đường miền núi đã bị đóng và 301 kênh dòng chảy trên núi đã bị đóng. Tổng cộng 4.069 dự án đang được xây dựng đã bị đình chỉ và tất cả các danh lam thắng cảnh và nhà ở nông thôn trong thành phố đã bị đóng cửa. Kể từ khi có mưa, thành phố đã nhận được báo cáo về tình trạng ngập nước ở 108 địa điểm và 46 địa điểm đã được xử lý. Nhiều đoạn đường ở Phong Đài, Thạch Cảnh Sơn, Phong Sơn, Môn Đầu Câu, Trường Bình, Hoài Nhu và các quận khác bị chia cắt do ngập nước. Trong số 14 thảm họa địa chất như sạt lở đất và lở đất, hai thảm họa đã được xử lý và phần bảo vệ sườn phía đông của cầu Nguyên Thông trên đường Vành Đai 5 phía đông Nam Bắc bị sập và đường đôi của quốc lộ 108S320 ở huyện Phong Sơn vẫn đang được xử lý. Ngoài ra, thành phố đã nhận được báo cáo về 10 trận lũ núi và đường bị vỡ do phù sa, bao gồm làng Hàn Tài, thị trấn Lưu Cung, quận Trường Bình, km 94 800 của quốc lộ 109 ở quận Môn Đầu Câu, cầu Tiêu Khánh Hà ở quận Phong Đài, đường X202 Xin Si ở quận Phong Sơn. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 26 tháng 8, lũ lụt đã xảy ra ở phố Thành Quan, thị trấn Đông Điếm và thị trấn Thạch Lâu, quận Phong Sơn, lưu vực sông Đa Si. Người dân ở hơn 10 ngôi làng dọc theo tuyến đường bị đe dọa đã được chuyển đến nơi tránh trú. Tính đến 20 giờ tối ngày 26 tháng 8, thành phố đã di dời tổng số 52.384 người. Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt thành phố nhắc nhở rằng hiện tại, lưu vực sông Đa Si và lưu vực sông Yuma ở quận Phong Sơn đã xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo an toàn. Nhiều nơi dọc tuyến đường đã xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Đề nghị nhân dân dọc tuyến tự giác chấp hành và tích cực hợp tác với chính quyền địa phương, tránh xa các khu vực nguy hiểm như sông, núi và các đoạn đường ngập nước, di chuyển kịp thời để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Một số hồ chứa ở Hoài Nhu, Bắc Kinh đang tiến hành xả lũ, xin hãy tránh xa vùng lũ sông. Bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn này, mực nước của các con sông và hồ chứa ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh tiếp tục dâng cao, mực nước của một số hồ chứa đã vượt quá hoặc tiệm cận giới hạn kiểm soát lũ. Từ 14 giờ 20 phút chiều ngày 26 tháng 8, hồ Hoài Nhu bắt đầu xả lũ qua đập tràn phía tây, khống chế lưu lượng trong phạm vi 14 m khối trên giây. Mực nước hạ xuống dưới mực nước giới hạn lũ 58 m mới dừng xả lũ. Trên đoạn cầu Thạch Trường Mãn Thủy của phố Hoa Nam ở hạ lưu hồ chứa Hoài Nhu, các biện pháp kiểm soát giao thông sẽ được thực hiện vào lúc 18 giờ 30 phút chiều qua. Cục khẩn cấp quận Hoài Nhu, cục công an và các phòng ban khác sẽ bố trí nhân viên túc trực cảnh giới tại khu vực này, hướng dẫn phương tiện lập bao cát, rào cứng chống lũ. Đồng thời, hồ chứa Bắc Đảo Sơn, hồ chứa Tây Thủy Ngư, hồ chứa Sát Khẩu và hồ chứa Đại Thủy Ngư ở quận Hoài Nhu cũng liên tiếp tiến hành xả lũ, kịp thời điều chỉnh lưu lượng xả lũ theo điều kiện lượng mưa và nước thượng nguồn. 11 hồ chứa còn lại đã thực hiện xả không vượt mực nước mùa lũ. Để đảm bảo an toàn chống lũ lụt ở hạ lưu các con sông, tất cả các quan chức của Cục Thủy lợi quận Hoài Nhu đã xuống tiền tuyến, kiểm tra các con sông và hồ chứa khác nhau, quan sát mực nước dâng cao và tiềm năng nước, đồng thời tăng cường hơn nữa nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp một cách kịp thời.
xin nhắc nhở người dân tránh xa khu vực xả lũ của sông. Tân Hóa xã Nam Ninh đưa tin, Đài quan sát khí tượng huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả và thành phố Nam Ninh liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ. Thành phố và quận Sùng Ninh của thành phố Nam Ninh, mưa lớn đã xảy ra và sắp xảy ra ở cả những nơi khác, trong đó Tam Giang, Dung An, Dung Thủy ở thành phố Liễu Châu, Thất Tinh, Tử Nguyên và những nơi khác ở thành phố Quế Lâm xảy ra thiên tai lũ lụt dẫn đến 3 người chết đuối. Theo thống kê từ Ban cứu trợ thiên tai của khu dân chính, khu tự trị, vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 8, thiên tai đã khiến 25.000 người bị ảnh hưởng, 480 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp. 3 người chết do thiên tai, 2 người ở quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh và 1 người ở quận Dung An, cả hai đều bị chết đuối. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 0,93 nghìn ha, trong đó có 0,63 nghìn ha bị thiên tai và 0,05 nghìn ha không còn thu hoạch được. 43 hộ với 141 ngôi nhà bị phá hủy, 25 hộ với 100 ngôi nhà bị hư hại nặng và 250 hộ với 499 ngôi nhà bị hư hại nhẹ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 27,56 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 8,61 triệu nhân dân tệ, thiệt hại về tài sản là 4,44 triệu nhân dân tệ và thiệt hại về cơ sở hạ tầng là 13,19 triệu nhân dân tệ. Theo quan trắc thủy văn, lúc 8 giờ ngày 26 tháng 8, ngoại trừ đoạn Kinh Nam của sông Quý Giang và đoạn Bình Lạp vượt mức cảnh báo, mực nước của các con sông lớn khác đều ở dưới mức cảnh báo. Hiện tại, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Cục Tài nguyên nước của khu tự trị đã cử 8 tổ công tác đến Liễu Châu, Quế Lâm, Ngô Châu, Quý Cảng, Hà Châu, Lạp Bìn, Nam Sinh, Sùng Tả và các thành phố khác để kiểm tra và hướng dẫn phòng chống mưa lớn và lũ lụt. Kính thưa quý vị, vào khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 8, bão Kanun đã mạnh lên cấp bão nhiệt đới mạnh cấp 12, giật cấp 35 m/s. Dự báo ngày 28 tháng 8, nó sẽ chuyển hướng Tây Bắc, sau đó di chuyển vào biển Hoa Đông. Từ tối đến rạng sáng ngày 28 tháng 8, áp sát dần vùng biển Chiết Giang, cường độ mạnh dần. Theo các báo cáo, hiện tại, cường độ của Kanun đang tăng dần, hệ thống mây lõi tương đối đối xứng và vùng mắt đang dần trở nên rõ ràng. Trong vài ngày tới, nó sẽ được hỗ trợ bởi gió mùa Tây Nam, cường độ cao và nhiệt độ nước biển cao, sức mạnh của nó tiếp tục tăng lên. Kanun nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào bờ biển tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ chiều đến đêm ngày 28 tháng 8. Khi đổ bộ, cường độ tương đối mạnh hoặc có thể đổ bộ cấp bão mạnh hoặc cấp bão siêu bão. Chiều ngày 26 tháng 8, trời u ám, mưa vẫn tiếp diễn. Các cửa cống phân lũ gần đường vành đai thứ 2 ở phía tây nam Bắc Kinh đã mở hoàn toàn và con hào phía nam đang gấp rút chuyển nước lũ sang sông Lương Thủy. Một phóng viên của Thông tấn xã Trung Quốc đã nhìn thấy tại hiện trường. Những cành cây ven biển đung đưa trong mưa gió, hai bên có biển báo động sâu 2 mét nguy hiểm, xin đừng chơi ở đây. Dòng nước chảy xiết trên sông đã gây ra những đợt phun nước. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Doksuri, từ đêm hôm thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật, khu vực Bắc Kinh có mưa to ở Trung Bộ và Nam Bộ, có nơi mưa rất to tại các địa điểm ở quận Phong Sơn và quận Môn Đầu Câu. Bắc Kinh hiện đã đưa ra cảnh báo màu đỏ cho mưa bão, màu vàng cho sấm sét và màu xanh lam cho gió giật. Hôm thứ Bảy, mưa vẫn tiếp tục ở Bắc Kinh và có rất ít người đi bộ trên đường phố. Theo dữ liệu từ Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh, từ 20 giờ tối thứ Bảy đến 17 giờ chiều Chủ nhật, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh là 89,6 mm. Lượng mưa trung bình ở khu vực thành thị là 102,4 mm. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở Tam Lưu Thủy, quận Phong Sơn đạt 296,8 mm. Cường độ mưa trong 1 giờ từ 6 giờ đến 7 giờ sáng ngày Chủ nhật lớn nhất xảy ra ở Bối Hạ Tư, quận Thuận Nghĩa, lượng mưa là 41,7 mm. Theo tiêu chuẩn khí tượng, quá trình mưa với lượng mưa vượt quá 50 mm trong vòng 24 giờ được coi chung là mưa lớn, có thể chia thành 3 loại theo cường độ: mưa to, mưa rất to và mưa cực to. Hiện lượng mưa đợt hiện tại ở Bắc Kinh đã đạt mức mưa lớn. Quá trình mưa kéo dài và lượng mưa cộng dồn cực kỳ lớn, giao thông ở Bắc Kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 179 chuyến xe buýt ở Bắc Kinh và nhiều chuyến tàu tạm thời bị đình chỉ. Sân bay thủ đô hủy 52 chuyến bay. Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh yêu cầu các trường học phải kịp thời dừng nhập học, đình chỉ đào tạo ngoại khóa ngoại tuyến, giảng dạy và nghiên cứu ngoài trời, trại hè và các hoạt động khác. Các trường giáo dục đại học đình chỉ học tập trong khuôn viên trường, ngừng các hoạt động giao lưu và hoạt động thực hành ngoài trường. Đồng thời, các vùng mưa lớn có tính chồng chéo cao, nguy cơ xảy ra các thiên tai thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và vùng núi nông là rất cao. Vào lúc 15 giờ chiều Chủ nhật, lượng mưa ở làng Bối Hạ Tư, Chu Khẩu Điếm, quận Phong Sơn, Bắc Kinh vượt quá 200 mm,
nước sông dâng cao đáng kể và xảy ra lũ lụt trên núi. 62 hộ dân và 84 nhân khẩu trong thôn đều đã được chuyển đi tái định cư. Vật chất trong khu tái định cư được đảm bảo đầy đủ. Để đối phó với lượng mưa lớn này, Bắc Kinh đã tổ chức hàng chục nghìn người túc trực và cử 5 đoàn thanh tra đến kiểm tra các hồ chứa trọng điểm, dòng sông và các dự án liên quan đến sông, bao gồm 80 hồ chứa lớn, vừa và nhỏ. Thành phố có 868 hồ chứa lớn và vừa, các cống nhỏ, 1.752 km đê bao và 45 công trình liên quan đến sông ngòi đang được xây dựng. Là kênh thoát lũ chính của đô thị Bắc Kinh, sông Lương Thủy đảm nhận nhiệm vụ tiêu úng cho khu đô thị phía Nam và phân lũ cho khu vực đô thị trung tâm. Lý Tiểu Hồng, Phó Giám đốc Văn phòng Quản lý sông Lương Thủy ở Bắc Kinh cho biết, Bắc Kinh đã bắt đầu phân lũ phía Nam vào lúc 14:30 chiều thứ Bảy. Chuyển nước lũ từ hồ phía Nam sang sông Lương Thủy thông qua cống phân lũ để giảm áp lực chống ngập đô thị. Tính đến 14 giờ chiều Chủ nhật, lưu lượng qua cửa xả lũ là 70 mét khối mỗi giây. Hiện tại, mực nước của mỗi trạm sông Lương Thủy đang tăng đều đặn, không có trạm nào vượt quá mực nước cảnh báo. Tiềm năng nước tổng thể của dòng sông đang tăng lên, các dự án khác nhau đang hoạt động bình thường. Cục Khí tượng Bắc Kinh cho biết dự kiến mưa ở Bắc Kinh sẽ tiếp tục kéo dài từ tối ngày 25 tháng 8 đến đêm ngày 27 tháng 8. Lượng mưa tích lũy ở Bắc Kinh sẽ đạt mức mưa lớn. Trong đó, ngày 27 tháng 8, lượng mưa dự kiến sẽ yếu dần, mưa tương đối đều, có nơi mưa nhẹ đến mưa vừa. Thưa quý vị, sau khi Bắc Kinh thông báo có 11 người thiệt mạng do mưa lũ, ngày 26 tháng 8, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc thông báo có 9 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão Doksuri tại nước này lên ít nhất 20 người. Mưa lớn xối xả trút xuống thủ đô Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc trong 4 ngày liên tiếp kể từ 3 ngày trước đó do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri đã gây lũ lụt trên diện rộng và khiến ít nhất 19 người mất tích. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày 26 tháng 8 đã quyết định phân bổ khẩn cấp 110 triệu nhân dân tệ, khoảng 15,3 triệu đô la Mỹ từ Quỹ cứu trợ thiên tai Trung ương để hỗ trợ 3 tỉnh thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc phòng chống mưa lũ. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng yêu cầu các địa phương nước này nỗ lực tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích và mắc kẹt, làm tốt công tác cứu chữa những người bị thương và giảm số người thương vong xuống mức thấp nhất. Ngày 27 tháng 8, Trung Quốc cử hàng nghìn nhân viên cứu hộ tới Trác Châu, một thành phố hơn 600.000 cư dân đang ở trong tình trạng ngập lụt ở phía tây bắc thủ đô Bắc Kinh. Trong bối cảnh ảnh hưởng bão Doksuri vẫn đang tàn phá nhiều khu vực của quốc gia này, thành phố Trác Châu thuộc tỉnh Hà Bắc trong những ngày gần đây đang trải qua tình trạng mưa lớn kỷ lục, khiến mực nước trong con sông dâng cao và làm hư hại các cây cầu. Do Trác Châu nằm ở nơi hợp lưu của một số con sông, nó trở thành một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hà Bắc. Khi nước lũ di chuyển xuống hạ lưu, làm ngập các khu dân cư và ảnh hưởng đến gần 650 hectare đất nông nghiệp. Theo Reuters, trích dẫn dữ liệu từ chính quyền Hà Bắc cho thấy lượng mưa trung bình của tỉnh này từ 4 ngày qua tới hiện tại đạt 355mm. Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận kể từ tháng 7 năm 2012. Tình trạng mưa lớn và ngập lụt gây ảnh hưởng tới hơn 134.000 cư dân Trác Châu, với hơn 1/6 dân số thành phố phải tiến hành sơ tán tới nơi trú ẩn an toàn. Hiện một số khu vực của thành phố đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và mất điện một phần, trong khi các vật tư khẩn cấp như bè và áo phao cũng đang cạn kiệt nhanh chóng. Theo Văn phòng An ninh Công cộng địa phương cho biết, trong bối cảnh đó, Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin khoảng 9.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến Trác Châu và các đội hỗ trợ khác đã được cử từ các tỉnh lân cận Hà Nam và Sơn Tây. Cũng ở trong tình cảnh tương tự với Hà Bắc, thủ đô Bắc Kinh bắt đầu từ thứ Bảy tới ngày 27 tháng 8, ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Các trận mưa như chút nước này đã ảnh hưởng đến hơn 44.600 người ở 13 quận và khiến khoảng 127.000 người phải di dời. Theo các cơ quan kiểm soát lũ lụt của thành phố, một số quận như Phòng Sơn và Môn Đầu Câu đang là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng hiện tại. Theo Tân Hoa Xã đưa tin đêm ngày 26 tháng 8, Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp cao nhất đối với lũ lụt, trong khi cử nhân viên kiểm tra kỹ lưỡng các công trình thoát nước ở những khu vực có nguy cơ. Các xe cứu hộ và công nhân mặc đồng phục màu cam cũng tiến hành dọn dẹp bùn đất và các mảnh vụn tại nhiều nơi. Thêm vào đó, Cục Quản lý Truyền thông Bắc Kinh cũng thành lập các cơ sở ở các quận Phòng Sơn và Môn Đầu Câu để hướng dẫn công viên sửa chữa cơ sở hạ tầng viễn thông bị hư hỏng. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc duy trì mức ứng phó khẩn cấp cấp 2 đối với lũ lụt ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc ở phía Bắc Trung Quốc.
đồng thời triển khai 10 đội công tác ứng phó lũ lụt tại những nơi này. Khi tác động của bão Doksuri giảm bớt, các dự báo thời tiết cho thấy Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục phải hứng chịu ảnh hưởng của bão Kanun, cơn bão thứ 6 trong năm 2023. Trước mắt, các chuyên gia dự kiến bão sẽ tiến tới các khu vực ven biển phía đông tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc cùng phía bắc đảo Đài Loan vào 2 ngày tới. Sau đó, chuyển hướng đến hòn đảo thứ 3 của Nhật Bản là Kyushu. Nhằm chuẩn bị ứng phó với bão, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã tiến hành sơ tán hơn 190.000 người dân đến nơi an toàn, tạm dừng 60 tuyến vận tải khách biển và tạm dừng 260 công trình thủy lợi. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh Chiết Giang, hơn 14.000 nhân viên cứu hộ đang ở chế độ chờ. Trong khi đó, tại Nhật Bản, tính tới sáng ngày 27 tháng 8, bão Kanun khiến một người thiệt mạng, 11 người bị thương và buộc hơn 200.000 hộ gia đình tại Okinawa trong tình trạng thiếu điện. Bão Kanun, cơn bão số 6 trong năm, chuẩn bị tiến vào biển Hoa Đông. Một số khu vực ở phía đông và đông bắc Nội Mông Cổ của Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa to. Theo truyền thông Trung Quốc, trang web của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 28 tháng 8 thông báo cho biết do ảnh hưởng của bão Kanun, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8, các khu vực ở phía đông và đông bắc Nội Mông Cổ sẽ có mưa rào hoặc dông, trong đó một số khu vực ở phía đông Nội Mông Cổ, Cát Lâm, Hắc Long Giang có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Mưa lớn xảy ra ở các khu vực này kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Dự báo của Đài Khí tượng cho rằng một số khu vực miền Trung và đông Nội Mông Cổ, miền Nam Hắc Long Giang, miền Trung và Tây Cát Lâm, miền Bắc Liêu Ninh, miền Bắc Hà Bắc, miền Tây và Bắc Trùng Khánh và miền Bắc Đài Loan sẽ có gió giật mạnh từ cấp 8 đến cấp 10 hoặc mưa đá từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8. Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh về mưa bão và thời tiết đối lưu mạnh vào sáng ngày 28 tháng 8. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 28 tháng 8, tâm bão Kanun nằm ở phía tây bắc Thái Bình Dương, cách thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang khoảng 630 km về phía đông nam. Dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và cường độ ngày càng tăng. Cơn bão sắp tiến vào biển Hoa Đông và dần tiến vào bờ biển từ miền Trung tỉnh Chiết Giang đến miền Bắc tỉnh Phúc Kiến. Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã liên tục hứng chịu mưa lớn, ít nhất 20 người thiệt mạng, 19 người mất tích và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Thưa quý vị, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc và những khu vực lân cận đã phải hứng chịu những trận mưa lớn và kéo dài suốt 5 ngày nay. Gây lũ lụt nghiêm trọng, một video cho thấy nước lụt chảy mạnh đến mức phá sập cả một tầng hầm để xe, khiến nước ào ạt đổ vào. Từ thứ Bảy tuần trước đến sáng ngày 28 tháng 8, lượng mưa đã đổ xuống thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sau khi bão Doksuri tan là 744,8mm. Theo Dịch vụ Khí tượng Bắc Kinh và được đăng lại trên trang CNN, đây là đợt mưa lớn nhất trong những ngày liên tiếp kể từ khi người ta lưu lại dữ liệu vào năm 1883, tức là cách đây tròn 140 năm. Trong khi đó, những khu vực lân cận như tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân cũng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kéo dài và ngập lụt. Lượng mưa tích lũy tối đa ở thành phố Hình Đài, Hà Bắc đã lên tới 1.000mm, được coi là mức cực độ, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC. Bình thường, tổng lượng mưa trong một năm ở Hình Đài là 500mm. Vậy mà bây giờ, chỉ trong 2 ngày, lượng mưa đổ xuống đây là bằng tổng lượng mưa của 2 năm. Trác Châu cũng là một thành phố ở Hà Bắc bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng và nhiều người dân ở đây còn bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi ai đến cứu. Vào tối ngày thứ hai, hơn 100 người đã bị mắc kẹt trong một khu dân cư gần sông ở Trác Châu do nước ngập nên không thể đi đâu. Theo trang China News Weekly, một trong số những người dân bị mắc kẹt đã sợ hãi báo rằng nước đã ngập tới trần nhà của một tầng rồi. Nhiều người dân khác cho biết nước dâng lên từ buổi chiều với tốc độ khoảng 15cm mỗi giây, nơi nhanh nhất là 40cm mỗi giờ. Đến tận đêm thì nước mới ngừng dâng. Theo trang Global Times của Trung Quốc, vì vậy các đội cứu hộ ở Trác Châu phải làm việc liên tục cả đêm. Mặc dù tình hình thời tiết khiến công việc trở nên rất khó khăn, đây là video ô tô chìm ngập trong nước lụt do mưa lớn ở Sơn Đông. Chưa hết, nước lũ chảy rất mạnh khiến tầng hầm để xe bên dưới mặt đất của một tòa nhà đã bị phá sập, khiến nước mưa ồ ạt tuôn vào, làm ngập luôn những tầng ở rơi thấp. Người dân xung quanh hoảng hốt gọi điện để được giúp đỡ, nói rằng họ đã bị mất điện, mất nước và mắc kẹt 20 tiếng đồng hồ. Đây là video nước lụt làm sập tầng hầm để xe của một tòa nhà ở Trác Châu. Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc giảm khá nhiều vào sáng ngày 28 tháng 8. Nhưng ở một số khu vực vẫn có mưa, trong khi đó bão Kanun đang di chuyển khá chậm,
được dự báo là sẽ không đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng rìa ngoài của bão vẫn có thể gây mưa lớn, gió mạnh ở tỉnh Chiết Giang và dọc bờ biển gần Thượng Hải trong vài ngày tới. Dữ liệu mới nhất cho thấy từ 20 giờ ngày thứ Bảy đến 10 giờ ngày thứ Hai, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh là 157,8mm. Lượng mưa lớn nhất vượt quá 538mm tại một ngôi làng ở quận Ngoại ô Phòng Sơn. Các khu vực phía Tây, phía Nam và đô thị của Bắc Kinh, lượng mưa lên tới 40-80mm hôm thứ Hai. Sau nhiều ngày mưa lớn, không ngớt, hai người đã thiệt mạng do mưa lũ ở quận Môn Đầu Câu, phía Tây Bắc Kinh. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã dẫn đến lũ quét và ngập lụt ở các vùng ngoại ô. Thông tin liên lạc bị gián đoạn trên khắp các khu vực rộng lớn của quận này. Các khu vực ngoại ô khác của Bắc Kinh, bao gồm Phòng Sơn và Đại Hưng, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn. Hai lưu vực sông ở Phòng Sơn đã tràn bờ, trong khi con đường gần một ngôi làng ở Phòng Sơn đã bị cuốn trôi, cản trở giao thông đi vào làng. Dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt thành phố Bắc Kinh cho thấy, tính đến 20 giờ tối thứ Hai, trên toàn thành phố có hơn 52.384 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã sơ tán đến nơi an toàn. Lũ lụt cũng buộc nhà chức trách phải đóng cửa 107 con đường miền núi, hoạt động trên gần 300 tuyến xe buýt và một số tuyến đường sắt ở các khu vực ngoại ô bị đình chỉ hoạt động. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt Bắc Kinh cảnh báo mưa lớn tiếp diễn trong ngày thứ Ba và thành phố đang đối phó với nguy cơ lũ lụt ở cấp độ 1, trong khi nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, các quận trung tâm như Đông Thành và Tây Thành sẽ hứng chịu mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ từ 100mm trở lên. Tỉnh Hà Bắc lân cận cũng đã kích hoạt các cảnh báo cấp cao nhất về mưa bão, kiểm soát lũ lụt và ngăn ngừa ngập lụt. Lượng mưa cực lớn xảy ra trên diện rộng ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri sau khi cơn bão này đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến hôm thứ Sáu. Kể từ năm 2010 đến nay, đây là lần thứ hai cảnh báo đỏ về mưa bão được kích hoạt ở Bắc Kinh. Trong khi đó, việc kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hải Hà đã bước vào giai đoạn quan trọng khi mực nước 13 con sông, trong đó có cả dòng chảy chính và các nhánh sông Vĩnh Định, đã vượt quá mức cảnh báo hôm thứ Hai. Lưu vực sông Hải Hà có mật độ dân cư đông đúc và liên quan đến nhiều thành phố lớn và vừa, trong đó có Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Đường Sơn và Trần Hoàng Đạo. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ lụt để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng ngừa. Bộ này nhấn mạnh cần phải đưa ra dự báo chính xác về các tình huống lũ lụt và thông tin kịp thời cho người dân về công tác phòng chống và các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện đầy đủ trước khi xảy ra lũ lụt, đồng thời sơ tán người dân chịu ảnh hưởng càng sớm càng tốt. Hôm 27 tháng 8, Trung Quốc điều hàng ngàn nhân viên cứu hộ đến thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc để hỗ trợ người dân khi tàn dư của trận bão Doksuri tiếp tục tàn phá vùng đất nằm ở phía tây nam Bắc Kinh. Trác Châu hứng chịu cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc trong hơn một thập kỷ, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Cuối tuần qua, Bắc Kinh cũng bị ngập lụt vì lượng mưa lớn nhất trong 140 năm. Các cơ quan chức năng Hà Bắc ban bố tình trạng khẩn cấp khi lượng mưa trung bình lên tới 355mm từ hôm thứ Bảy. Đây là lượng mưa lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2012. Hơn 134.000 cư dân của Trác Châu bị ảnh hưởng, với hơn 1/6 dân số thành phố phải sơ tán. Được tin trong những ngày vừa qua tại một số địa phương của Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc xảy ra mưa bão, nước lũ dâng cao gây tổn thất lớn về người và tài sản. Theo Reuters, hôm 27 tháng 8, Trung Quốc đã cử hàng nghìn nhân viên cứu hộ đến Trác Châu, một thành phố bị ngập lụt với hơn 600.000 cư dân ở phía tây nam Bắc Kinh, khi tàn dư của cơn bão Doksuri tiếp tục tàn phá những khu vực rộng lớn của thành phố có diện tích gấp đôi Paris. Trác Châu thuộc tỉnh Hà Bắc hứng chịu cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào miền Bắc Trung Quốc trong hơn một thập kỷ, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Các nhà chức trách ở Hà Bắc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi lượng mưa trung bình là 355mm từ ngày 29 tháng 7. Lượng mưa lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2012, hơn 134.000 cư dân Trác Châu đã bị ảnh hưởng, với hơn 1/6 dân số thành phố phải sơ tán. Là nơi hợp lưu của một số con sông, Trác Châu là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hà Bắc khi nước lũ đổ xuống hạ lưu, làm ngập các khu dân cư có diện tích lớn gấp đôi thủ đô của Pháp và ảnh hưởng đến gần 650 ha đất nông nghiệp. Đài truyền hình CCTV dẫn nguồn tin từ Văn phòng An ninh Công cộng địa phương cho biết, Trác Châu phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và mất điện một phần. Người dân cần hỗ trợ bè, áo phao và vật tư. Khoảng 9.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến Trác Châu. Tại Nhật Bản, cơn bão Kanun cũng đã tấn công tỉnh Okinawa phía tây nam nước này, gió lớn đánh vào các đường dây điện ở Okinawa, điểm đến du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, khiến hơn 200.000 hộ gia đình mất điện vào sáng ngày 27 tháng 8 khi cơn bão Kanun mạnh lên và di chuyển chậm gần các đảo phía tây nam của đất nước.
ít nhất một người đã thiệt mạng và 11 người bị thương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA dự đoán cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây qua biển Hoa Đông đến các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc và phía Bắc Đài Loan Trung Quốc vào ngày 29 tháng 8, nhưng sau đó chuyển hướng theo hướng Đông Bắc, có khả năng hướng đến Kyushu, hòn đảo lớn thứ 3 của Nhật Bản.